could be us. So back to what I was saying. Could be us. Vợ chồng Minh Tinh Đình đám cầm đồ đường dây đa cấp bị tịch thu 96 bất động sản trị giá 6.000 tỷ đồng. Sau khi bị đóng băng khối tài sản trị giá 2.000 tỷ, cặp vợ chồng Trương Đình, Lâm Thoại Dương tiếp tục đối mặt với lệnh trừng phạt mới. Trang số Hu chiều ngày 19 tháng 6 đưa tin 96 bất động sản dưới tên công ty TNH HDAO Thượng Hải, gọi tắt là TST, thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Trương Đình, Lâm Thoại Dương chính thức bị tịch thu. Điều đáng nói, tổng giá trị của 96 bất động sản này lên tới 1,7 tỷ tệ, tương đương hơn 6.000 tỷ đồng. Cơ quan quản lý giám sát thị trường thành phố Tương Dương đã quyết định xử phạt hành chính đối với công ty TST sau khi bê bối kinh doanh đa cấp các mặt hàng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, rượu vang của cặp vợ chồng ngôi sao Võ Mỹ Nương truyền kỳ bị phát giác. TST đã ngay lập tức phát lệnh dừng hoạt động kinh doanh, đồng thời bị tịch thu số tiền thu nhập bất hợp pháp gần 19,3 triệu tệ, 70 tỷ đồng, ngoài ra tiếp tục nộp phạt thêm 1,7 triệu tệ, 6,1 tỷ đồng theo luật định. Đây có thể coi là động thái mạnh tay của cơ quan chức năng trong việc xử phạt hoạt động kinh doanh đa cấp của cặp đôi đình đám này. Trước khi bị phanh phui đường dây đa cấp, vợ chồng Trương Đình, Lâm Thoại Dương sở hữu đế chế có hơn 7 triệu thành viên chỉ trong vòng 3 năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 cho tới tháng 7 năm 2021. Doanh thu đạt tới 9,17 tỷ tệ, 32.000 tỷ đồng. Tới tháng 1 năm nay, vợ chồng Trương Đình bị cơ quan chức năng đóng băng tài sản trị giá 600 triệu tệ, tương đương 2.000 tỷ đồng. Theo quyết định của Cục Giám sát thành phố Tương Dương, TST có hành vi kinh doanh bất hợp pháp. Vậy nhưng điều đáng nói, hoạt động mua bán của TST vẫn diễn ra bình thường. Rất nhiều đại lý của TST vẫn đăng bài viết ủng hộ vợ chồng Trương Đình, thậm chí rao bán sản phẩm. Viết bài quảng cáo, các đại lờ CA TST vẫn tiếp tục buôn bán, giao hàng như bình thường.